Chương không một giới thiệu nhân vật. Nghe chọn bộ tại mechuyenaudio.com. Sau chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Chương 1, trở về Việt Nam. Nghe chọn bộ tại mechuyenaudio.com. Chín ba mươi a m ở bài tại căn biệt thự sữ kim cái gì cơ à? Thiên ít hết lên các con phải trở về Việt Nam. Không chương 2, cuộc gặp mặt nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com trước cổng trường ác khi sáu sao nữ vừa đến thì liền bị một đám con trai xúm lại mãi mới thoát được tớ xuống ca tân một chút xong ngư tụi mình đợi cậu ở phòng hiệu trưởng đó cự giải úc mình biết rồi nói rồi xong ngư liền chạy đi lúc này lại có thêm sáu siêu xe đến và chủ nhân của sáu siêu xe không ai khác chính là sáu sao nam tình hình bây giờ chẳng khác gì các sao nữ vừa nãy đều bị đám fan nữ bao vây ôi. Đói quá, Kim Nghiêu xoa bụng nó, vừa mới ăn sáng cơ mà sao giờ lại đói, Bạch Dương, có biết đâu chắc tại bụng tiêu hóa nhanh ý mà Kim Nghiêu, kỳ lạ, sao cậu ta ăn nhiều vậy mà không mập nhỉ, song tử kệ tôi liên quan gì đến cậu không kim nghiêu thôi cậu xuống căn tin ăn gì đi sư tử đừng trễ giờ vô lớp thiên bình ok kim nghiêu liền chạy đi vô lớp thôi tờ the tần cô ơi lấy con cái bánh đó xong ngư kim nghiêu cùng chỉ vào cái bánh nói nè tôi thấy trước mà xong ngư cô thấy trước thì kệ cô tôi lấy được thì là của tôi kim nghiêu cậu xong ngư tôi làm sao kim Ngưu và xong ngư đều đấu mắt trên không bỗng tiếng chuông vô lớp vang lên hừ tôi không cần cái bánh đó nữa cho anh đó song ngư tôi cần cô cho chắc thứ gì tôi muốn đều phải thuộc về tôi kim nghiêu tự cao song ngư kệ tôi kim nghiêu quay lưng bỏ đi về lớp song ngư cũng đi về phía phòng hiệu trưởng sao đến trễ vậy nhân mã à gặp phải tên thần kinh đó mà song ngư thế cậu có sao không cự giải không sao song ngư vô phòng hiệu trưởng nhận lớp thôi thiên yết Úc, năm sao đồng thanh, dầm, cánh cửa đã bị sữ nữ đạp bung, còn đâu hình tượng ngoan hiền nữa. Hiệu trưởng nhìn thấy sáu sao nữ thì liền nói. Chào các vị tiểu thư, mời các vị tiểu thư ngồi xuống dùng nước thôi khỏi tụi tôi học lớp nào. Bảo Bình lớp 11S ạ à, hiệu trưởng ạ à cơ đấy, được rồi về lớp thôi nhân mã tại lớp 11 sơ bà giáo bước vào lớp trong khi có kẻ thì ngủ kẻ thì nghe nhạc, trật tự bà giáo gõ thước xuống bàn. Lũ học sinh im thiên thít ngoài 6 sao nam, lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới nhập học, là nam hay nữ, học sinh một không biết đẹp hay không, học sinh hai bao nhiêu tiếng bàn tán xôn xao các em vào đi. Cả 6 sao nữ bước vào, cả lớp lại ồn ào lần nữa, các em tự giới thiệu đi, bà giáo nói, mình là nhân mã rất vui được chương 3, bất ngờ, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com, tiết học bắt đầu một cách nhàm chán giờ đã là tiết năm vì cự giải đang nói chuyện với thiên bình nên không ai để ý đến thiên yết. Thiên yết bỗng thấy ma kết nhìn mình cười. Thiên yết giật mình, anh, thiên yết tôi làm sao ma kết bộ anh bị khùng hà tự nhiên cười một mình là sao thiên yết cô? Cô, ma kết cô đây cháu, có chuyện gì vậy tội nghiệp từ bé đã bị nói lặp rồi khổ thân thiên yết hừ cô nói chuyện với tôi rồi thì cũng giống tôi thoai, mà kết anh điên quá nên tôi nói chuyện với anh cho anh đỡ điên ý. Chương 4, Ba Ni Cơ, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Buổi tối, tại phòng của Thiên Yết, trời ơi, chán quá đi mất nhân mã âu oh, ho ho ho. Mình bìa y cách để hết chán rồi đó bảo bình gì nói nhanh đi nhân mã làm chuột bạch cho mình đi thế là hết chán bảo bình thôi khỏi nhân mã nè thiên yết tiểu yết có việc gì không? sự nữ tại sao mấy người không vào phòng khác mà vào phòng tôi hả, thiên yết có sao đâu mà với lại cậu chắc gì đã chịu đi qua phòng khác sự nữ à mấy giờ rồi, song ngư bây giờ đã là 8, 52 p. Em mờ dùi cự giải thế thì có đi ba chơi không xong ngư ở ha lâu lắm rồi không đi ba nhân mã thế thiên yết cậu đi không? Bảo Bình, cũng được, thiên yết, vậy được rồi các cậu đi thay đồ đi, đúng 15, sau có mặt, sữ nữ, à mấy tên oan ra kia đâu rồi, ý là nói các sao nam đó, cự giải. Tụi nó nói có việc gì đó nên đi từ lúc nãy rồi, Bảo Bình, ốp. Thôi đi chuẩn bị thôi cự giải 15, sau cả 6 sao đều chuẩn bị xong. Xong ngư thì mang trên mình một vẻ ngoài thùy mị, mỏng manh. Sự nữ thì có một vẻ ngoài tà mị, quyến rũ nhân mã thù một vẻ nhí nhảnh tinh nhịch cự giải thì nhìn như một cô gái hồn nhiên yếu đuối bảo bình thì rất ư là phinh cách khác với tất cả mọi người thiên yết lại mang một vẻ lạnh lùng đáng sợ nhưng vẫn không thể che hết vẻ đẹp của cô nè chúng ta đến ba nào đây nhân mã đồ ngốc ba ni cơ chứ còn ba nào nữa sự nữ gõ mạnh vào đầu nhân mã quên cần gì phải gõ mạnh vậy không nhân mã bĩu môi quên thì gõ cho nhớ bảo bình chen vào thôi đừng đùa nữa đi thôi cự giải ờ ha mấy người làm tốn thời gian quá đó song ngư tóm lại mấy người có đi hay không thiên yết lạnh lùng liếc năm sao nữ đi năm sao nữ dùng mình vì cái liếc của thiên yết cả sáu sao vô gara lấy con xe yêu quý của mình với tốc độ đáng sợ mọi người đi đường phải tránh ra nếu không muốn đi báo danh với diêm vương tại ba ni cơ dầm tiếng động thu hút mọi người nhìn về phía cánh cửa xấu số bị thiên yết đá mạnh cánh cửa ông trời ơi sao tôi khổ dây nè đóng ngoặc đơn sáu sao nữ bước vào có bao nhiêu là ánh mắt hình trái tim viên đạn dán vào nhưng sáu sao nữ không hề để ý đến đi thẳng đến quầy rượu vừa ngồi xuống bỗng có một tên chán sống bước đến vỗ vai thiên yết nói cô em thật xinh đẹp cô em nên ngoan ngoãn hầu hạ ta thật tốt thì cô em có thể được sống sung sướng hắn ngu thật chọc ai không chọc lại đi chọc vào ác ma thiên yết đây là suy nghĩ của năm sao nữ khi thấy kẻ chán sống dám đi trêu chọc thiên yết ác ma của bọn họ bỏ cái tay bẩn thỉu xuống khỏi người ta nhanh còn kịp thiên yết cô em thật cứng đầu đó nhưng ta thích những người như vậy ta cũng ký biện pháp khiến cô em ngoan ngoãn hầu hạ bổn Ừ, tên đó chưa kịp nói hết câu thì đã bị thiên yết cho một cước vào bụng mà văng ra xa đây là hậu quả của việc trêu chọc tôi có vẻ còn quá nhẹ nhỉ thiên yết eo ôi ngươi dám đánh ta tên đó ta đây không việc gì là không dám còn ngươi đi nhanh cho khuất mắt ta thiên yết ngươi cứ chờ đấy nói xong tên đó liền ôm bụng đi mất lâu ngày không gặp các chị không thay đổi bao nhiêu Su Di Ra Su là một đàn em của sáu sao nữ và rất được sáu sao nữ tín nhiệm và tin cậy. Đương nhiên, nhân mã, thế các chị dùng gì, Su, như trước kia thôi, sự nữ, là bốn ly vodka và hai ly winky, các chị đợi em xíu, Su, mình cô dành về rượu cho lắm nên bịa đại tên rượu đó, một lúc sau. Su đi ra với chiếc khay có bốn ly vodka và hai ly winky, của các chị đây, Su, ốc tình hình bang enger sao rồi cự giải vẫn bình thường nhưng lúc các chị đi được hai tháng thì có bang devil công khai chiếm ba ni cơ này su bang devil ư nhân mã à đó là bang mới thành lập nhưng sức mạnh ngang ngửa với bang enger mình su thế bọn họ đang ở đâu song ngư bọn họ đang ở phòng vip một ạ à. su chúng ta sẽ giải quyết bọn họ thiên yết đã hiểu bang chủ năm sai đồng thanh